9 ngư dân Quảng Bình gặp nạn trên đường Phân Định, Vịnh Bắc Bộ đêm 20 tháng 11 đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn vào sáng nay 22 tháng 11. Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng ở thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, có nơi ăn sâu vào đất liền gần 15 mét, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Trong 8 trẻ ở Bắc Ninh được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, đã tìm ra vi khuẩn kháng thuốc, thậm chí đa kháng thuốc trong máu của hai bệnh nhi nặng. Khởi tố và bắt giam hiệu trưởng và hiệu phó một trường phổ thông dân tộc bán trú ở Yên Bái về tội tham mô tài sản khi bán 6 tấn gạo của học sinh thu về 42 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án luật khu hành chính, kinh tế đặc biệt với những chính sách phát triển kinh tế xã hội vượt trội dành cho các đặc khu. Những đặc khu tương lai như Phú Quốc đã có gì trong tay để sẵn sàng cho những thay đổi này?